khi ông chủ của bạn giao công việc cho bạn và bạn hoàn thành và có nhai thì bạn cố gắng thuyết phục người nào đó giúp bạn hoàn thành công việc này, và điều đó có nghĩa là bạn cố gắng đụng đẩy cái công việc của bạn cho một người khác làm. Đó có nghĩa là bạn đã là một slacker. Một thói quen khác xấu có nghĩa là không tôn trọng giờ giấc. Điều này có nghĩa là bạn để công việc của mình chất đóng lên và bạn không bao giờ hoàn thành nó đúng thời hạn. Bạn không bao giờ nói là tôi sẽ làm nó bây giờ mà là hãy để sao đi. Bạn không bao giờ hoàn thành công việc của bạn, bắt tay vào làm công việc của bạn bây giờ mà là để sau này, để tuần sau, tháng sau. Và điều đó có nghĩa là bạn là một người không tôn trọng giờ giấc. Điều này gọi là procrastinate, là bạn để công việc của bạn chất đóng lên. The last one. Và cái thói quen xấu cuối cùng đó là holding. Tin tôi đi, theo kinh nghiệm của tôi thì đây là một thói quen phổ biến nhất. Chữ holding là chữ ghép từ phonics và smuggling. Nếu bạn có thói quen này thì bạn thật sự rất là mất lịch sự. What exactly it means is that you điện thoại thông minh, như là bạn cố gắng gửi đi một tin nhắn hay là bạn cố gắng sử dụng bạn đang sẽ thử những chương trình mới, những cái phần mềm mới ở trong điện thoại của mình, và điều này rất là mất lịch sự. Hãy thử tưởng tượng xem, nếu như là bạn đang ở trong một cuộc họp mà bạn không chú tâm tới cuộc họp này mà bạn luôn bận rộn với cái điện thoại của mình, thì điều này chắc chắn bạn là một holding. Và đây là cái hành vi rất là phổ biến. So these are all behavioral bad.